Chào mừng các em đã trở lại với Khoa học tự nhiên lớp 9 tại trang web olm.vn. Có thể các em chưa biết, Kim Cương và Than Chì có thể được coi là hai anh em sinh đôi, bởi vì chúng cùng được tạo nên bởi một nguyên tố hóa học. Vậy, tại sao tính chất của chúng hoàn toàn không giống nhau? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu bài học sau đây. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại. Nội dung bài học gồm 2 phần. Phần thứ nhất là ứng dụng của một số phi kim quan trọng. Phần thứ hai là sự khác nhau của phi kim và kim loại. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về ứng dụng của một số phi kim quan trọng. Phi kim đầu tiên cô muốn giới thiệu tới các em là carbon. Trong tự nhiên, đơn chất carbon có 3 dạng thù hình khác nhau, đó là kim cương, than chì và carbon vô định hình. 3 dạng thù hình này có cấu trúc hoàn toàn khác nhau, gây nên sự khác biệt về tính chất của chúng. Kim cương là một loại trang sức quý hiếm, có giá thành đắt đỏ. Kim cương cứng, trong suốt và không có khả năng dẫn điện. Ngoài việc được sử dụng làm trang sức, kim cương còn được sử dụng làm mũi khoan, dao cắt kính. Thứ hai là than chì. Trái ngược với kim cương, than chì lại mềm, có màu trắng xám và có khả năng dẫn điện. Vì vậy, than chì được dùng làm điện cực, chất bôi trơn, ruột bút chì. Thứ ba là carbon vô định hình. Than cốc, than gỗ và than xương là 3 dạng carbon vô định hình thường gặp. Chúng xốp và có màu xám đen. Than cốc được dùng làm nhiên liệu trong công nghiệp luyện kim. Than gỗ và than xương có tính hấp phụ nên được sử dụng trong sản xuất mặt nạ phòng độc, chất khử màu, khử mùi. Sau đây, cô sẽ giới thiệu tới các em thí nghiệm tìm hiểu về tính hấp phụ của than gỗ. Thí nghiệm này các em hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà. Để thực hiện thí nghiệm này, ta cần chuẩn bị nước màu, bông, bột than gỗ và các dụng cụ thí nghiệm như trong hình. Sau khi chuẩn bị xong, ta xếp các lớp bông, bột than gỗ theo thứ tự lần lượt. Sau đó, rót từ từ nước màu pha loãng qua phễu và chờ kết quả. Các em thấy không? Dung dịch sau khi đi qua lớp bột than gỗ đã trở về trong suốt, chứng tỏ than gỗ có khả năng hấp phụ rất tốt. Phi kim thứ hai chúng ta tìm hiểu là lưu huỳnh. Lưu huỳnh là một phi kim có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, như sản xuất sulfuric acid, sản xuất pháo hoa, diêm. Bên cạnh đó, lưu huỳnh còn là nguyên liệu để tổng hợp cao su, thuốc diệt nấm và các loại dược phẩm phục vụ cho con người. Phi kim cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu là chlorine. Hàng ngày, chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy đã được khử trùng bởi khí chlorine. Bên cạnh đó, chlorine còn có khả năng tẩy trắng vải sợi, bột giấy, sản xuất nước Javen, chất tẩy rửa và sản xuất chất dẻo. Thông qua phần bài học vừa tìm hiểu, các em hãy giúp cô hoàn thành câu hỏi tương tác sau đây. Chúc mừng các em với câu trả lời hoàn toàn chính xác. Carbon được dùng trong sản xuất ruột bút chì. Lưu huỳnh là nguyên liệu cho quá trình sản xuất diêm. Và chlorine được dùng để khử trùng nước sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác nhau giữa phi kim và kim loại. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau về tính chất vật lý. Hầu hết các kim loại đều có khả năng dẫn điện. Tuy nhiên, hầu hết các phi kim không có khả năng dẫn điện. Dựa vào phần kiến thức vừa tìm hiểu, em hãy cho cô biết chất nào sau đây có khả năng dẫn điện tốt nhất. Đúng rồi, đồng là kim loại nên có khả năng dẫn điện tốt hơn các phi kim như than, carbon và nitrogen. Các kim loại thường có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, nên chúng thường tồn tại ở trạng thái rắn ở nhiệt độ thường, trừ thủy ngân. Trái ngược với kim loại, phần lớn các phi kim có nhiệt độ nóng chảy khá thấp. Chúng có thể tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng và khí. Các kim loại thường có khối lượng riêng lớn hơn các phi kim. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau về tính chất hóa học. Khi tham gia phản ứng hóa học, kim loại có xu hướng nhường electron để tạo thành ion dương, còn phi kim có xu hướng nhận electron để tạo thành ion âm. Ví dụ, kim loại potassium tác dụng với khí chlorine. Potassium sẽ tạo thành ion K+, còn chlorine sẽ tạo thành ion Cl-. Thông qua phần bài học vừa tìm hiểu, các em hãy cho cô biết trong dung dịch muối ăn, kim loại sodium tồn tại ở dạng ion nào? Đúng rồi, trong dung dịch muối ăn, kim loại sodium tồn tại ở dạng ion Na+, còn chlorine sẽ tồn tại ở dạng ion Cl-. Khi tham gia phản ứng với oxygen, kim loại phản ứng tạo thành oxide base. Ví dụ, Mg tác dụng với O2 tạo thành MgO. Phi kim phản ứng tạo thành oxide acid. Ví dụ, S+O2 tạo thành SO2. Qua phần bài học vừa tìm hiểu, các em hãy cho cô biết iron 3 oxide là oxide acid hay là oxide base. Đúng rồi, iron 3 oxide được tạo thành bởi kim loại sắt và oxygen, nên nó là oxide base. Thông qua bài học này, chúng ta đã tìm hiểu được về các phi kim như carbon, lưu huỳnh, chlorine và các ứng dụng của chúng. Đồng thời so sánh được các tính chất vật lý như khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các phi kim và kim loại. Bên cạnh đó, ta cũng biết được sự khác nhau về tính chất hóa học của phi kim và kim loại khi tham gia phản ứng hóa học. Bài học của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo tại olm.vn.